Năm 18 tuổi, tôi không vào được trường đại học mà mình thích, chỉ vì tôi cho rằng mình không đủ sức để vào. Tôi đã bỏ lỡ mất người mình yêu, chỉ vì tôi nghĩ mình không xứng đáng với anh ấy. Năm 19 tuổi, tôi bỏ lỡ cơ hội tham gia những cuộc thi, những chiến dịch dành cho tuổi trẻ, những thứ mà tôi nghĩ là tôi sẽ làm khi lên đại học, những điều giúp tôi phát triển và hoàn thiện bản thân mình hơn. Nhưng tôi đã bỏ lỡ tất cả chỉ vì nghĩ rằng mình không đủ sức. Và rồi tôi nhận ra, ai trong chúng ta cũng từng có những lúc chênh vênh trong cuộc sống và muốn buông bỏ tất cả mọi thứ. Nhưng thử hỏi, nếu ta cứ tiếp tục như vậy thì phải chăng ta đã đánh mất đi một phần của tuổi trẻ? Tôi không cho phép mình như vậy nữa. Đến bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy biết ơn những ngày tháng tuyệt vọng đó. Vì nhờ nó mà tôi có niềm tin vào tình yêu. Và hơn hết, tin rằng chính bản thân mình xứng đáng được hạnh phúc. Nếu không thể thay đổi được quá khứ, thì hãy cùng nhau hướng đến tương lai. Hãy đặt niềm tin vào bản thân mình nhiều hơn. Vì khi ta có niềm tin, ta có thể mang được niềm tin đó đến cho người khác. Bản thân có niềm tin, xã hội có niềm tin, mọi người có niềm tin. Bạn nghĩ như thế nào về một xã hội mà mọi người cùng trao nhau niềm tin? Điều đó thật tuyệt vời, tôi tin. Say to Succeed là hành trình lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp đến với cộng đồng thông qua hình thức một cuộc thi hùng biện. Say to Succeed là nơi tìm kiếm và phát hiện những người trẻ tài năng, dám thể hiện những góc nhìn đa chiều của bản thân về những vấn đề trong cuộc sống. Cuộc thi hùng biện Say to Succeed lần 9 năm 2020 do câu lạc bộ Mầm Sống Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã chính thức quay trở lại với chủ đề Niềm tin, điểm tựa vô hình. Ban cố vấn và diễn giả đồng hành cùng cuộc thi là những người thầy lớn và chuyên gia có tiếng trong nhiều lĩnh vực. Giáo sư Phan Văn Trường, cố vấn chính phủ Pháp về thương mại quốc tế, huân chương hiệp sĩ bắt đầu bội tinh do Tổng thống Pháp trao tặng, giáo sư Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy giảng Tư Trung, hiệu trưởng trường doanh nhân PACE, viện trưởng viện giáo dục IREC. Cô Nguyễn Phi Vân, cố vấn chính phủ Malaysia về phát triển thương hiệu quốc gia theo mô hình nhượng quyền. Đối tượng đăng ký dự thi là những người trẻ từ 18 đến 24 tuổi đang học tập và làm việc trên toàn quốc. Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 19 tháng 5 năm 2020 đến ngày 27 tháng 5 năm 2020. Đăng ký online tại link được đăng tải trên fanpage www.facebook.com/saytosucceed.buh hoặc đăng ký trực tiếp tại sảnh giảng đường C, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Theo dõi và cập nhật thông tin tại fanpage www.facebook.com/saytosucceed.buh hoặc website www.hungbiensaytosucceed.com. Say to Succeed, nói để thuyết phục, nói để thành công.